Các bạn lưu ý là khi chuẩn bị tới cái đầu ra của cao tốc Long Thành Dầu Giây các bạn nhớ giảm tốc độ nha các bạn. Thì đầu tiên là cái biển ngay cái góc cua đầu tiên nó là cái biển hạn chế tốc độ là 100 km/h nha các bạn. À, đầu tiên là 100 km/h đây. Rồi, tiếp tục. Tục xuống còn 80 ha. À, 80. Rồi. Đây là tiếp tục ngay cái bể 60 này nè các bạn. Các bạn để ý nha, có một cái miếng tôn nó chắn. Miếng tôn chắn đây nè. Đây là chính là công an giao thông Đức bắn tốc độ này các bạn. Chế tốc độ là 60 km/h. Thì ở ngay chỗ xuống cái biển là 60 là ngay đó là công an giao thông bắn luôn nha. Thì bắn ngay cái đó là cái đó là không có rõ ràng đâu. Không rõ ràng ở chỗ là 60 cái phạm vi mà bắn là không biết là bắn trong phạm vi là hạn chế tốc độ 60 hay là ngoài 60 nha. Đó nên tốt nhất các bạn cứ giảm cho chắc ăn chỗ đó. Đó, có cái miếng tôn mà đó sát dưới luôn đó bạn. Nhìn kỹ mới ra nha, chứ nhìn không không kỹ không ra đâu. Rồi phía trước là bắt đầu mới thấy có tốc công an giao thông nè. Bên trước là có tốc công an giao thông nha các bạn. Mới mạnh dưới là bắt đầu cái xe trước bị bắt oan nha các bạn. Để coi họ có mắc mình vô. Chắc là họ có không dám mắc mình vô đâu. Đó. Dạ, bắt đầu xuống là còn bắt đầu làm luật chắc không không dám bắt mình vô đâu. Đây ai dạ. Cái chú này là bắt oan nè, chú đó không có bị chạy quá tốc độ đâu. Tại vì cái ranh giới mà khi mà cái anh mặc thường phục đó đó, mình không biết là ảnh là thuộc cảnh sát giao thông hay là người hỗ trợ cảnh sát giao thông. Thì các anh đó mặc thường phục đó, đó cái vị trí ảnh đứng đó, đó là nó trước trước cái biển hạn chế tốc độ 60 km/h chứ không phải là đứng sau cái biển hạn chế hay là ngay cái biển hạn chế tốc độ 60 km/h ha. Nên cái ranh giới mà khi các bạn các anh mặc thường phục đó đo nó khó khó biết lắm, khó biết lắm là đo đo có đoạn nào. Nên bởi vậy bạn phải chủ động giảm tốc độ hẳn từ xa. Chứ bạn ví dụ như là hạn chế tốc độ 60 mà bạn đi khoảng 58, 59, 60 thì mấy mấy cái anh thường phục đó chụp hình cái gắn số 64 vô, gắn số 67 vô thì các bạn cũng đâu có cái gì chứng minh đúng không? Ok. Thôi, chúc các bạn lái xe an toàn nha.